Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh tin mới nhất. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh trên cả nước. Trước khi đi vào nội dung bản tin, chúng tôi xin điểm qua những tin chính ngay sau đây. Ngày 30 tháng 4, ca mắc COVID-19 tăng trở lại, 3 ca bệnh tử vong. Liệu COVID-19 có bùng phát lớn sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5? Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 4, cả nước ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng trở lại, 3 ca bệnh đã tử vong. Hôm nay ngày 30 tháng 4, cả nước ghi nhận 1.986 ca mắc COVID-19, tăng 94 ca so với ngày trước đó, 3 ca bệnh tử vong tại 3 tỉnh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.561.848 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người thì có 116.841 ca nhiễm. Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho thấy, ngày 29 tháng 4 có 654 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 10.622.127 ca. Cả nước còn 62 bệnh nhân COVID-19 đang thở oxy, trong đó có 56 ca thở oxy qua mặt nạ, 3 ca thở oxy dòng cao FHNC, 3 ca thở máy xâm lấn. Trong ngày 30 tháng 4, ghi nhận 3 ca tử vong tại Bắc Giang 1 ca, Bình Dương 1 ca, Đồng Nai 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.191 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 29 tháng 4, có 1.597 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.223.732 liều. Ngày 28 tháng 4, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các địa phương về tăng cường công tác phòng chống dịch trước và sau kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Theo Bộ Y tế, trong tháng 4 năm 2023, một số bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm đã ghi nhận số ca gia tăng so với 3 tháng đầu năm như COVID-19, sốt xuất huyết và chân tay miệng. Hiện nay, hầu hết các nước đã mở cửa nới lỏng toàn bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, kể cả ở những nước có sự lây nhiễm cao. Cùng với đó, nhu cầu giao thương, du lịch của người dân sau 3 năm đại dịch gia tăng rất lớn, nhất là trong thời gian nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2023, gây ra nguy cơ cao lây lan dịch bệnh truyền nhiễm. Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, không để dịch bùng phát, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chú trọng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực di biến động về dân cư và nơi có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao, có phương án cụ thể sẵn sàng đáp ứng với tình huống dịch bệnh trên địa bàn trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ, tổ chức thường trực phòng chống dịch tất cả các tuyến, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể. Liệu dịch COVID-19 có bùng phát lớn sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5? Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cấp cao Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho biết, dù số ca mắc có gia tăng nhưng khả năng dịch bùng phát lớn gây ra quá tải cho hệ thống y tế hay số ca tử vong tăng mạnh như đợt dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam năm 2021 là rất khó xảy ra. Dịch COVID-19 khó bùng phát lớn. Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cấp cao Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho biết, dù số ca mắc có gia tăng nhưng khả năng bùng dịch phát lớn gây ra quá tải cho hệ thống y tế hay số ca tử vong tăng mạnh như đợt dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam năm 2021 là rất khó xảy ra. Bởi hiện biến chủng phụ, dù lây lan nhanh nhưng vẫn có biến thể của chúng là Omicron, chủ yếu gây ra bệnh nhẹ, không gây ra triệu chứng nặng. Tuy nhiên, ngành y tế cần đánh giá lại nguy cơ của COVID-19, xem liệu có xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm, gây diễn biến nặng, các triệu chứng nguy hiểm hay có thể vô hiệu hóa vaccine chúng ta đang sử dụng hay không. Từ đó cảnh báo cho người dân đưa ra các phản ứng phù hợp để chủ động cho công tác phòng chống dịch bệnh. Trong một diễn biến liên quan, ngày 26 tháng 4, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có văn bản để đảm bảo an toàn công tác khám chữa bệnh trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2023 và lễ Dỗ Tổ Hùng Vương. Nếu có diễn biến đặc biệt như bùng phát dịch bệnh COVID-19, các dịch bệnh nguy hiểm, cấp cứu thảm họa, phải báo cáo khẩn, văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ, ngành, gọi chung là các đơn vị, nêu rõ thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 281 CDTG ngày 20 tháng 4 năm 2023 về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chỉ đạo và thực hiện tốt một số công việc sau: đảm bảo thực hiện đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính, hậu cần và trực bảo vệ, tự vệ; tổ chức tốt mọi việc cấp cứu, khám chữa bệnh, đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử lý chậm trễ trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa, cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh và người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê lưu ý, cùng đó các đơn vị phân công thường trực cấp cứu, ngoại viện sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa liên quan và các sự kiện tập trung đông người nếu có tại địa phương. Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tránh đuối nước, cảnh báo tai nạn các địa điểm tập trung đông khách du lịch, đảm bảo thường trực đường dây nóng 24/24 để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp, chi viện, ứng cứu trong trường hợp cần thiết. Báo cáo hàng ngày tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông, COVID-19 và danh sách ca tử vong trên các trang cdc.kcb.vn. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng lưu ý trong trường hợp có diễn biến đặc biệt như bùng phát dịch COVID-19 và các bệnh nguy hiểm, cấp cứu thảm họa, tai nạn hàng loạt, ngộ độc thực phẩm, các trường hợp đặc biệt khác, đề nghị đơn vị có báo cáo khẩn về cơ quan quản lý trực tiếp để kịp thời giải quyết. Đề nghị các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên để đảm bảo công tác y tế trong kỳ nghỉ lễ cho người dân. Liên quan đến công tác khám chữa bệnh và điều trị người bệnh COVID-19, trước diễn biến gia tăng ca mắc COVID-19, Bộ Y tế mới đây yêu cầu các bệnh viện theo dõi đánh giá lâm sàng các ca mắc COVID-19 nặng, gửi xét nghiệm giải trình tự gen, đồng thời triển khai nghị quyết số 30 NQCB và nghị định số 07/2023 NDCB để đảm bảo đủ thuốc, trang bị y tế cho công tác điều trị nói chung và điều trị COVID-19 nói riêng, tiêm đủ vaccine để phòng chống COVID-19. Về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ tới đây, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Duy Nghĩa, trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhấn mạnh, việc thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm COVID-19 nên được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ dài tới đây. Những người chưa tiêm đủ vaccine theo khuyến cáo của Bộ Y tế nên khẩn trương tiêm đủ để phòng bệnh tốt nhất. Với biến thể Omicron thì vaccine COVID-19 vẫn có hiệu quả. Để phòng chống lây nhiễm COVID-19, ngoài việc tiêm đủ các mũi vaccine như khuyến cáo, người dân nên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như khẩu trang, khử khuẩn, Tiến sĩ Nguyễn Duy Nghĩa nói. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình dịch bệnh của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.